bịch gạo cũng cho nó 2-3 ngàn đó, đi ra thì cũng mua bánh lạc vặt nó ăn. Dạ. Chứ không phải là ăn gạo không. Dạ. Ăn với cá thì ăn lần nào em cũng bị bệnh. Ăn 2 lần nó bệnh, 2 lần nó sốt mấy chục độ. Nhất. Ngủ ngay trong bụng nhút nhát. Nếu mà chị không phát hiện mình có thai. Không, nếu mà phát hiện chừng 2 tháng thì cũng bỏ, nó đâu có để xăm chi, nó nghèo, mắt nó chớp chớp, mặt mày sáng ngực. Đầu tóc nó đó đẹp lắm, nó như cái bông sen quấn vớn như có cái cây nè, như cái bông vậy nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì theo tiếp tục cái hành trình của Bùi Hồ thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bùi Hồ tìm về đây để quay cho cô bác quý anh chị một cái cháu bé năm nay đã 13 tuổi. Và trước đây á, điều đặc biệt lạ ở đây á là lúc mẹ cháu mang thai khi người bình thường sinh ra thì một cháu bé thì 9 tháng 10 ngày, nhưng cháu này thì mang thai gần 11 tháng. Và khi sinh ra thì cháu chỉ toàn là ăn gạo sống. Đến năm 10 tuổi thì cháu chuyển sang ăn cơm. Điều đặc biệt, cháu khi ăn cơm thì cháu chỉ ăn cơm trắng hoặc là bắp xào, không bao giờ ăn được thịt cá. Và đây là ngôi nhà của cháu đang ở cùng với người chị và ba mẹ của mình. Thì sự thật như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để nghe mẹ của cháu cũng như là ba của cháu và gặp gỡ cháu để biết được cái thật hư câu chuyện đó như thế nào. Cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Tâm hôm nay thì em tìm đến đây qua mấy người bạn của em, thì tìm đến anh với lại biết cái bé Bảo là trước đây là ăn gạo sống. Anh có thể chia sẻ cho em về thông tin thêm về bé Bảo cho mọi người cùng biết được không? Thì đó, nó con mình nó 10 tháng nó không biết ăn thì này thấy nó cũng vô lu gạo nè, mình tưởng nó vô nó dọc thôi chứ đâu biết nó ăn. Thì cái lần phát hiện rồi thấy nó ăn thì cũng la nó vậy thôi, rồi nó lội nó sao thấy nó ăn, nó ăn nó ngủ sao mà ăn gạo, rồi lần này cũng la là này kia vậy đó. Mà mỗi lần nó đói là nó ăn gạo mà không cho nó ăn không được, nó khóc nó đòi gạo với nó. Để thấy vậy nó cũng thấy chị nhỏ chị nó thì nó mới ăn, rồi này kia thấy vậy thôi cũng để cho nó ăn, cái đầu quá trời đầu cho ăn, ăn xong thì trở đi lên bệnh viện khám gì đó, thì bệnh viện khám thấy cũng bình thường thôi, theo con mình vậy ăn. Rồi lên đến khám thì nói đi cũng đi cầu tiêu quá là bình thường có người ta vậy thôi, mà mỗi tuần mỗi cả nó đi cái đi có lần nó lặn cái về cũng như lần mình nấu cơm nè, cái mình nuôi cá thì bông gan như hồi nít chưa đó chân cho nó ăn. Dạ. Chân ăn cái nó không chịu, không cái đầu nó bệnh, nó sốt nó bệnh lên, đánh nằm bệnh viện mà là nằm lần 2 mấy ngày vậy đó. Ồ. Rồi nằm cái đầu là lúc đó mới 9 tháng mấy rồi, 10 tháng đó, đi nó nằm hoài đó, sốt hoài, nó sốt mà chịu không nói. Rồi vậy cái đầu nó tự nhiên cái thôi bú nó luôn, không bú mà không 2-3 ngày vậy đó, nó không bú gì chứ. Người bác sĩ thấy vậy thấy nó tự nhiên đó, người kêu nó đau gan sữa này kia, nút sữa gì cũng muốn hay cái mua sữa nguyên nguyên mình đó, dạ nút dạ lậu nút rồi là từ đó nó nút xong rồi uống sữa đó là chịu uống luôn thì đầu nằm 2 mấy ngày về cũng ăn gạo với uống sữa vậy đó. Dạ. Suốt luôn vậy đó, chứ ngoài ra thì cơm rồi chân nó mang khoảng là chân cơm với cá rồi ăn là bình, ăn là cơm với cá là bệnh. Từ đó sau cái đầu nó không thấy vậy, không chừng cho nó ăn nữa. Rồi cái đầu nó uống sữa với ăn gạo đó, thì mỗi từng lễ nửa tháng người ta cũng trở đi khám, rồi đi khám cái bình thường vậy thôi. Rồi cái này mình cũng nghĩ bỏ luôn, lơ lắc cái mình nghĩ bình thường như con người ta chứ nó không có gì thôi. Dạ. Rồi sau đó không biết đâu cũng lâu rồi, một cái 2 năm đó mới không sao phát hiện, tại vì bên đây này cũng có nhỏ mình làm bên thông tin á. Dạ. Đòi xuống thằng này không cho nó rồi tự nhiên nó tên Sài Gòn sao hay không biết, thông tin thì tìm xuống thì lúc đó nó còn ăn đó, là lúc đó nó tuổi mấy rồi đó, còn 2 tuổi là nó ăn. Rồi nó ăn vậy rồi hầu bác sĩ rồi cũng đi tới nhà rồi khám nó luôn này kia thì bình thường thôi, thấy gì bình thường thì thôi, rồi không đi khám mà tới bự luôn tới giờ luôn vậy đó. Dạ. Bây giờ nó không ăn nữa, mà cái cơm thì nó cũng ăn nhưng lâu lâu ăn được chén nhỏ mà. Dạ. Chứ không phải mỗi bữa mới ăn,
cá rồi nó không ăn. Thì thấy vậy bình thường thôi, cũng không có tới giờ luôn, không đi khám gì chứ. Cũng đi học như con người ta, nó cũng chơi vậy đó. Và lúc trước đi học, bé đi học thì bé ăn gì anh? Thì đi học thì cũng như đây nhà, ở cái bên nhà thì nó đi học theo bịch gạo. Cũng cho nó 2-3 ngàn đó, đi ra thì cũng mua bánh lạc vặt nó ăn. Dạ. Chứ không phải là ăn gạo không. Dạ. Thì lúc đó đây là thầy cô rồi kia tên này, nó cũng mấy nhà bảo cũng tới hì hì đó, thì tới trường nó học á. Thì hỏi thì chứng kiến, mấy cô rồi chứng kiến, vậy đi học đem bịch gạo theo vậy đó. Dạ. Rồi đó sao mới lên báo rồi kia thì cái mấy ổng cũng tới làm này kia, rồi thấy rồi đầu này nói vậy kia nó khác, nói mình sống sao sinh con gì kia, đủ cái chuyện kia. Vì vậy là lúc mà anh khoảng 10 tháng tuổi thì anh sẽ khoảng một năm sau khi anh sanh ra thì bé ăn gạo đến đó luôn. Thì nó sanh ra nó tới nó chín, nó biết ăn chập chững là nó ăn đó. Dạ. Là nó ăn, thấy nó ăn gạo rồi mình la nó vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái hệ thống tiêu hóa của bé là bình thường luôn hả? Bình thường. Rồi bác sĩ rồi cũng tới nhà khám đó, thì mình cũng chở đi hôn nghị bệnh đồ khám cũng bình thường luôn như cái con rồi. Thì đấy thôi thì mình bỏ lại lắm, mình bỏ luôn. Em ăn cá không được. Không, bây giờ ăn cá nó không ăn. Hiện bây giờ ăn có ăn cá không? Không. Dạ. Thịt như súp, nó hủ tiếu, nước súp rồi thì nó cũng ăn, mà thịt nó không ăn. Nó còn uống sữa không à? Nhưng mà rau rau củ em ăn được không? Thấy nó không ăn, chỉ ăn bắp xào rồi được nè. Vậy như cá chiên quán thì nó khi lâu cũng mua nó ăn vậy. Đó. Nhưng mà sáng như ăn có hủ tiếu rồi này kia là nó ăn chỉ nước với hủ tiếu à. Không à. Dạ. Rồi cái em việc mà chuyển bỏ nghỉ ăn gạo sống là đến nay là bao nhiêu lâu rồi anh? Cỡ 2 năm rồi. Thì nó học năm lớp 5. Lớp 5 thì còn ăn chập chững, thì lên lớp 6 rồi nó nghỉ ăn tới giờ. Nhưng mà khi mà em nghỉ ăn rồi thì cái khẩu phần ăn của em là chỉ là gạo thôi. Ồ, chỉ là cơm thôi. Thì cơm nó cũng ăn mà ít ăn lắm, ăn giặt bánh người ăn mì gói gì đó. Ớt ăn cơm như con người ta sáng dọn bữa cơm hay nhỏ nó ăn. Dạ. Nó cũng ăn như cơm để mình cũng lâu mới ăn chén nhỏ như nè. Với chiên cái hộp vịt vậy đó. Vậy bây giờ thì em chỉ ăn cơm với lại trứng. Với lại súp, nước súp rồi thôi, súp của thịt thôi, chứ thịt với cá em hoàn toàn không ăn. Thịt là chi cá không ăn. Có anh lúc nãy anh nói là lúc đó em ăn cái phần cá thì em bị bệnh luôn hả? Lúc em còn thì nhỏ. Lúc nó còn nhỏ đó, mình cá mình chưng chà bông á, thịt chà cá chà bông mình chưng với cơm á, lúc nó ăn đó. Dạ. Lúc nó ăn thì đốt ép, lúc gì thì nó nuốt quen, bữa là nó bệnh. Ồ. Nhưng mà em vẫn đủ dinh dưỡng, da cái vẻ dạ. Của em vẫn hồng hào. Vẫn bình thường. Đó, đó phát triển nó mặt rất đẹp trai đó. Dạ, rất là đẹp trai luôn. Vậy là dinh dưỡng tốt lắm rồi đó. Dạ, nó ăn được cơm. Dạ. Đó là nó gì? Không được cái nước. Ồ, dạ. Thì sau khi mà em chuyển qua ăn cơm đó thì cái sự tiêu hóa của em nó bình thường giống như ăn gạo lúc trước không anh? Thấy nó cũng bình thường vậy đó. Dạ, ép ăn được nửa chén cơm là dữ lắm rồi. Dạ. Bây giờ mình nói chung thì nó cũng không gì bình thường, thấy nó bình thường vậy nó ăn. Bữa nào nó cái nào nó muốn ăn thì nó ăn, chứ mình không ép được. Dạ. Bắp thôi, bắp cho bắp mà. Em có nghe nói là em bảo thì khi mà chị mang thai bảo thì khoảng 10 tháng, hơn 10 tháng thì mới. Nó chanh cái gà. Vậy thì lúc mà sau 9 tháng 10 ngày thì anh với chị lúc đó cái cảm giác anh chị sao? Thì mình cũng nghĩ thì thấy đau bụng thì cũng đau bụng, nó chở im đến cái đầu. Im đến không có chỗ sanh về đâu tới 10 tháng mấy. Thằng này cũng đi làm hơi xa cái đi về đến tận ở rồi đi. Nó 10 ngày rồi đó là nó lố ngại quá luôn rồi, cái sẵn cái đầu đau bụng phải tới chuyện chỗ sanh không sanh được. Cái đầu cả sư sản mấy bạn nó thôi dẫn mấy mổ. Tại nó quá lố rồi đó. Dạ. Mới đi sẵn mổ sau cái đầu nghe nói mổ cái tầm đó nó cũng cỡ 10 ngày vậy đó, bệnh viện đó. Cái nó mổ sẵn mổ không mổ, mổ quay ra đó. Thôi là tận ngày nay mơi trong ký giấy đừng mổ. Thì quay tự nhiên vô đầu bụng ngoài này đi vô tổng, vợ đi vô tổng rồi thì sẽ lọt ra. Bác sĩ kéo ra. Đó, nó gần 11 tháng. Gần 11 tháng. Đấy. Thì cũng như tới ngày mình đây mình cũng biết gì đó, bác sĩ mình đi tại đi khám hàng tháng mình đồ đi khám mình biết ngày vậy đó, mình đi lên
không xanh. Dạ. Ở ngoài. Trong cái quá trình mà lên em còn bảo còn ăn gạo thì bác sĩ khám là không, em không có bệnh gì hết. Không có gì chứ, nó bình thường. Thì có mỗi lần đút nó hai lần ăn như vậy là bệnh hai lần. Mình thí nghiệm ăn với cá thì ăn lần nào em cũng bị bệnh. Ăn hai lần nó bệnh hai lần, nó sốt mấy chục độ. Trời. Thành tóm là nó ở trận ở tù mà nó nằm lao nó suốt luôn đó. À, nó hay là tới giờ luôn thấy vậy thôi, mình không ép nó. Mình không ép cái khẩu phần ăn cho Bảo nữa. Là nó ăn gì được nó ăn. Dạ. Chứ không ép. À, anh thì với chị thì năm nay có được bao nhiêu người con anh Tâm? Ba đứa. Dạ, Bảo thì là con thứ mấy trong gia đình? Nó nhỏ đó. Dạ, vậy là một chị gái. Đây là thứ anh trai thứ ba. Dạ, người lớn tuổi nhất, chị gái là bao nhiêu tuổi anh? Nay 22 tuổi. Dạ, vậy thì chị gái của Bảo với lại anh của Bảo đó thì lúc trước đây ăn uống là bình thường hết không? Ăn bình thường, uống bình thường. Thì có mấy hai đứa chị anh chị nó thì ăn uống bình thường có nó. Rồi có mình nó sao nha, ăn gạo chứ. Hay chị anh chị nó với anh nó đâu có ăn vậy, ăn gạo đâu. Dạ. Khi mà chuyển sang mà từ cái giai đoạn tại anh với chị là một người rất yêu thương con mình, thấy ăn không được, mặc dù sức khỏe bình thường nhưng vẫn đi khám bác sĩ tìm ra cái nguyên nhân. Dẫn đi. Nhưng mà bác sĩ thì nói không có bệnh gì thì đâu có gì đâu mà để trị. Nhưng mà chuyển đến cái thời điểm bây giờ thì em đã nghỉ ăn được gạo được cái bao nhiêu năm anh? Cả 2 năm. Khoảng 2 năm nay. Là năm nay em bảo nợ được 10 giờ. Không, 10. Dạ. Khoảng 12 13 tuổi. Cái chồng tiếp thu học đó nó tốt không, cái trí nhớ tốt không ạ? Thì đó, nó đi học nó cũng bình thường, nó ngoại bây giờ mê chơi. Mê chơi lắm. Dạ. Đi học thì thấy cũng học thì mỗi năm cũng mỗi lên như người ta vậy. Dạ. Cái khả năng của em hiếu động hơn so với các bạn nhiều không anh? Thì nói chung nó đi học thì nó cũng đi lên trường này kia, như con người ta như đá banh nó cũng đi đá banh, rồi kêu thì vô nhà trường nói chung cô thầy cô thì nói thằng này nói chung thì nó rất ngoan. Dạ. À, bình thường thì một cơ thể của một người bình thường thì khi đã gạo thì nó chỉ là tinh bột thôi. Nhưng mà em khi mà gặp em lần đầu tiên thì cái da mặt của em rất là hồng hào. Dạ. Mà đó nó mập lắm. Mà ăn rồi nó mập lụ quá. Vợ lớn. Lúc mà em ăn gạo thì cái vấn đề mà đi vệ sinh á, phân của em nó giống như một người ăn cơm bình thường không anh? Thì thấy nó cũng bình thường á, tại vì bác sĩ tụi nó cũng lấy phân nó coi như để coi nghiệm rồi này kia, thì sao họ mình không cũng hỏi nó cũng bình thường. À, bình thường thì lúc mà nó 3 tuổi mấy 4 tuổi cũng còn chở đi khám. Rồi lúc nó bự bự lên thì không có chở nữa. Dạ. Như vậy thì cũng coi như là cái lạ nhưng mà nó tốt sức cho tốt sức khỏe cho em là được rồi. Nó bình thường vậy đó. Có dạ. Cái lạ là người ta thường là sanh thiếu tháng. Ừ, dạ. Nó dư. Với lại trong cái quá trình cái bao tử của em á thì cái độ co bóp của bao tử của em rất là tốt hơn so với người bình thường. Ừ, thấy nó ăn uống. Sao dính bầu đi lên chả nằm hốc nước, cái bác sĩ nói cũng có bầu rồi, nó ủa còn đang kế hoạch mà sao có bầu, người ta nói không biết nữa, giờ thì để đi, tại vì biết con trai bụng bự luôn rồi sao mà phá bỏ được. Lúc đó là chị đi siêu âm là bao nhiêu tháng? Lúc đó là biết con trai rồi là khoảng 5 tháng thôi, không biết nữa. Tại lo làm không à, đâu có để ý. Rồi vậy thôi để luôn là nó hành cho tới ngày sanh luôn đó, là ói hoài, ăn không được gì trơn á. Thích món nào thì ăn được thì ăn, còn ăn ít xịu rồi. Chị nhắc lại là cái thời gian mà nó lố á. Nó lố quá thì nó bình thường. Bao lâu? Khoảng 5 tháng à. Tại lo làm không mà không có ói, không gì, bình thường. Nhưng mà chị khác là nhúc nhích. Ngủ nghe trong bụng nhúc nhích. Nếu mà chị không phát hiện mình có thai. Không, nếu mà phát hiện chừng 2 tháng thì cũng bỏ, nó đâu có để xăm chi, nói nghèo mà lo làm. Ô, lão. Dạ, đi lên trển ở đâu cả 9 ngày á. Nó bình thường, không có dơ giấy như người ta, bình thường như mình vậy nè. Cái bác sĩ kêu là nếu mà đây tới chiều mà có dấu xanh mà nó sạch sẽ bình thường, nó nói đây tới chiều mà nếu mà nó không có xanh thì lố dữ lắm rồi, không để nữa. Là ngưng ăn, không có cho ăn uống nữa, là đừng mà ngày mai mổ. Là cây kim nó chỉ tới 15 phút nữa, 3 giờ á.
Vì em bạn dâu lên thăm á, nó sao ở hoài không xanh đó, rồi nói coi sao không mấy mổ. Cái nói người ta cũng không kêu mổ nữa sao mổ. Cái đang ngồi nói chuyện cái nó hồi đứng lên tôi đi tiểu rồi, mới vừa đi khám ra là người ta nói mình vậy đừng có ăn nữa nha. Chiều là ngưng ăn luôn, đừng có ăn cơm, chiều nay ăn cháo đi, là 10 giờ khuya là ngưng ăn luôn, đừng ngày mai mổ. Tự nhiên đứng lên ha, bà chị em ăn dâu có ngồi kế bên mới nghe cái bụng nó làm một cái bụp lại xà nước ra. Là lú cái đầu nó ra luôn đó, la làng lên ẩm nó vô. Ồ, cũng là sắp đẻ rớt rồi đó. Dạ, là la lên mấy bà chị em ăn dâu bự con nó bồng vô. Là xanh nó 3,8 kg hay 3,9 kg gì đó. Nó bự lắm, hai chị em nó là hai đứa lớn là có 2,7 kg không à, có nó 3 kg mấy đó. Vậy là trong nó ăn cho dạ. Ai cũng xúm coi, con mắt nó chớp chớp, mặt mày sáng ngực. Đầu tóc nó đó đẹp lắm, nó như cái bông sen quấn vớn, như có cái cây nè, như cái bông vậy nè. Không có hết đồ được. 3 kg mấy là tốt. 3 kg là khi mình mới sanh ra là tóc, đầu tóc có tóc hết trơn luôn như bông sen vậy nè, nó bóng lộng luôn, ai cũng bu coi bóng lộng luôn, nó thấy cưng lắm, không bệnh hoạn chứ. Mà nó muốn sốt là nó lên bệnh viện nằm cả tuần lễ, nóng 30-40 độ. Cái hết cái đi về ỉa nghe, là hồi đó đâu có tả đâu, giặt cái giặt không nổi luôn á. Rồi tự nhiên cái cũng ăn gạo, cái hết ỉa đi về, người ta không biết gì luôn. Cái lạ là chị mang thai 5 tháng nhưng mà không biết mình đang mang thai. Đó. Khi nghe mà tối ngủ thì nhúc nhích. Nghe gọi đây cục con kia cục nói bụng gì trời. Cái này nó nói là phước phần của bà. Phước phần dạ. Của nó. Nghĩa là nếu trường hợp đã biết 2 tháng là bỏ rồi. Thành ra cái này quá là phước phần. Rồi cái xanh ra tới hay có bầu là ăn ít xịu. Nói hoài nè mà. Quá. Bảo con năm nay nhiêu tuổi rồi Bảo? Dạ. 13 tuổi rồi, con bây giờ thì còn có còn ăn gạo giống như ngày xưa không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ con ăn cơm không hay sao? Dạ, ăn cơm mà ăn ít. Con ngày ăn được chén cơm không? Dạ. Nhưng mà ngày con ăn được mấy cữ cơm? Không có ăn nữa. Có khi ăn, có khi không ăn. Có khi ngày con không ăn nữa hả? Dạ. Con ăn. Nhưng mà có cái cảm giác ngon không? Đúng vậy. Con lúc trước con ăn gạo con thấy nó ngon không? Nhưng mà tại sao con lại thích ăn gạo lúc trước á? Con không biết nữa. Con không biết nè ha. Lúc trước lớp 4 trở xuống á, con đi học thì con thường đem gạo theo con ăn á. Mấy bạn có hỏi con không? Không. Dạ. Bình thường. Cái gương mặt quá dễ thương, quá hiền. Cái lỗ tai rất là đẹp. Dạ. Mà lại có cái răng khểnh đi chứ. Ta kiếm cái răng khểnh không ra. Bây giờ đưa cá con có ăn được không Bảo? Con ăn cá cái cảm giác của con ở trong lưỡi của con, cái vị giác của con nó là sao? Tanh khó ăn. Nó tanh khó ăn. Không ăn luôn á. Không ăn có cá hả? Cá viên chiên thì nó ăn được. Cá viên chiên con ăn được, còn con cá sống của mình dạ. khi mẹ mừng con có ăn được không? Dạ không. Không hả? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con học lớp 7. Dạ. Ở trên lớp thì học được loại gì? Loại gì nước uống đi chú ấy. Con gặp mấy bạn ăn cá, ăn thịt rồi đó, thịt bò rồi đó, con có thèm không? Thịt bò con ăn được không? Bây giờ thịt bò con có thể bình thường đi, một người bình thường khi mà chỉ ăn cơm thôi, 3 ngày ăn cơm trắng không á thì cái da vẻ mình nó tự xanh. Lý do là mình thiếu chất không? Thiếu chất đạm của nó, rồi thiếu chất rau. Nhưng mà Bảo đặc biệt là chỉ ăn bây giờ mì gói, ăn mì đó. Với lại có ăn được bây giờ tập được một ăn một phần được cá viên chiên rồi phải không? Dạ, cá viên chiên. Rồi với lại cơm trắng. Nhưng mà da vẻ của Bảo con nhìn thấy da vẻ ở đây nè. Mềm. Rất là mềm. Rất đẹp luôn. Da hồng hào chứ không phải là bình thường. Là một người khỏe mạnh chứ không phải là mình là một người người bệnh hoạn, rất khỏe mạnh. Có tâm đạo sẵn rồi. Rồi chào chú nghe ai? Hồi hộ có phước nha. Dạ có phước có duyên nữa mới gặp được Bảo. Không có duyên mới bỏ đi chơi luôn. Dạ. Con lúc nãy vô thì con gặp chú thì con ngại hay sao? Rồi coi bây giờ có còn ngại không? Không còn. Nhưng mà có thích chú với lại ông đây không? Thích không? Thích ha. Chứ không phải là ẩm vô còn không vô. Rồi chú cảm ơn con nhiều nha Bảo. Dạ.